Nữ tỷ phú tự thân từng làm phóng viên đến khối tài sản hơn 10 tỷ đô la Mỹ, từng nhận lương 16 đô la Mỹ một tháng ở nhà máy. Sau đó làm phóng viên trong 5 năm, bà Wu Yajun sau đó đã xây dựng công ty kinh doanh bất động sản và trở thành tỷ phú sở hữu hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Bà Wu sinh năm 1964 tại thành phố Trùng Khánh. Bà từng học Đại học Bách khoa Tây Bắc ở Tây An khi mới 16 tuổi và tốt nghiệp với bằng cử nhân kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp Bà được phân công làm việc tại một nhà máy quốc doanh ở quê nhà. Bà đã làm việc ở đó trong 4 năm, với mức lương khoảng 16 đô la Mỹ một tháng. Theo tờ The Economist, vào năm 1988, khi 24 tuổi, bà Wu chuyển sang làm phóng viên ở mảng bất động sản trong 5 năm. Vào năm 1993, khi mua căn hộ đầu tiên và trải qua nhiều vấn đề rắc rối như thiếu khí đốt, ánh sáng và không có thang máy, bà Wu và chồng đã quyết tâm thành lập một công ty bất động sản là Long for Properties. Long for Properties đặt trụ sở ở Hồng Kông, Trung Quốc, nhưng hoạt động tại 47 thành phố khác nhau. Doanh thu năm 2017 của công ty là 10,7 tỷ đô la Mỹ. Bà nắm chức CEO của công ty trong 6 năm và là chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 2007 đến năm 2018. Sự thành công của công ty hiện tại có tên Longfor Group Holdings đã đưa bà Wu lên vị trí người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc vào năm 2012. Tuy nhiên, cũng trong năm 2012, bà ly hôn và khiến tài sản bị mất khoảng 3 tỷ đô la Mỹ do phải chuyển đến 40% cổ phần cho chồng cũ. Theo tạp chí Forbes, vào tháng 11 năm 2018, bà Wu thôi giữ chức chủ tịch Longfor Group Holdings và chuyển giao 44% cổ phần công ty cho con gái là Kai Xinyi, lúc bấy giờ mới ngoài 20 tuổi. Hiện tại, bà vẫn đang nằm trong danh sách một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản ước tính khoảng 11 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, trong danh sách của Forbes vào năm 2019, bà Wu là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất khi sở hữu 9,4 tỷ đô la Mỹ. Bà Wu nổi tiếng là tỷ phú kín tiếng. Vào năm 2003, do thiếu thông tin công khai, tên bà Wu đã từng bị viết sai chính tả trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc và bà còn bị nhầm là đàn ông. Khi được hỏi tại sao lại né tránh truyền thông, bà gu nói tôi chẳng có gì để nói cả tôi chỉ là người tập trung vào công việc kinh doanh của riêng mình